Ngày 13 tháng 10 năm 2021, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện tổ chức phiên họp quý 3 năm 2021 nhằm đánh giá kết quả hoạt động 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2021. Đồng chí Phạm Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện chủ trì phiên họp. Tham dự có các thành viên trong ban đại diện hội đồng quản trị ngân hàng chính sách xã hội huyện, các xã thị trấn trên địa bàn toàn huyện. Trong 9 tháng đầu năm 2021, tổng nguồn vốn tiến dụng đạt 322 tỷ 660 triệu đồng, tăng 36 tỷ 721 triệu đồng, tỷ lệ tăng 12,8% so với năm 2020. Trong đó, nguồn vốn cân đối từ Trung ương là 315 tỷ 355 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 97,7% nguồn vốn nhận ủy thác đầu tư tại địa phương đạt 7 tỷ 305 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 2,3% tổng nguồn vốn. Doanh số cho vay 9 tháng đạt 131 tỷ 954 triệu đồng, bằng 149,6% so với cùng kỳ. Tập trung lớn vào các chương trình như cho vay hộ sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn, cho vay hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, cho vay hỗ trợ việc làm, duy trì và mở rộng việc làm và cho vay xây dựng các công trình nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn, qua đó đảm bảo được công tác an sinh xã hội tại địa phương. Tại phiên họp, các đại biểu đã tiến hành tập trung thảo luận, góp ý kiến về một số vấn đề như một vài trường hợp nợ tồn động do hoàn cảnh quá éo le, không có khả năng trả nợ, chậm nộp lãi, người vay sai mục đích dẫn đến không phát huy được hiệu quả nguồn vốn vay. Các đại biểu cũng đã chỉ ra một số tồn tại hạn chế như nguồn vốn cho vay đối với một số chương trình tín dụng còn thấp, chưa đáp ứng được yêu cầu thực tế, đồng thời kiến nghị đề xuất một số giải pháp tháo gỡ để thực hiện nhiệm vụ tốt hơn trong 3 tháng cuối năm 2021. Kết luận tại phiên họp đồng chí Phạm Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, trưởng ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện ghi nhận những kết quả của Ngân hàng Chính sách xã hội huyện và các thành viên ban đại diện Hội đồng quản trị huyện các xã thị trấn đạt được trong 9 tháng năm 2021. Đồng thời, đồng chí giao Ngân hàng Chính sách xã hội huyện tiếp tục tiếp thu đầy đủ các ý kiến thảo luận tại phiên họp để hoàn thiện báo cáo 3 tháng cuối năm 2021. Ngân hàng Chính sách xã hội huyện các xã thị trấn cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao tinh thần trách nhiệm của các thành viên trong ban đại diện hội đồng quản trị trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Phát huy vai trò và tìm giải pháp chỉ đạo điều hành của ban đại diện ở các xã thị trấn trong công tác giả soát các đối tượng cho vay, trả gốc, lãi đúng quy định. Ngân hàng chính sách xã hội huyện cần quan tâm hơn nữa công tác tuyên truyền về các chính sách vay vốn với hộ nghèo và đối tượng chính sách, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc để có giải pháp xử lý phù hợp. Đối với thành viên ban đại diện hội đồng quản trị ngân hàng chính sách xã hội huyện cần xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn vay đúng mục đích, phát huy đồng vốn vay hiệu quả, góp phần tích cực trong công tác xóa đói giảm nghèo trên địa bàn huyện.